Vâng, chào các bác. Thì rất hai ba bác thì cũng đã nhắn tin chờ em lên sóng tối nay. Thì những con Kitigen và Sen cơ cổ em về và cũng như là lên sóng phụ các bác với giá yêu thương và những sản phẩm em chuyển về. Và đặc biệt là con búp bê thì siêu sang này em khách mới nâng cấp lên, em đã thâu lại là 2,5 triệu như em đã báo hồi chiều á, thì cộng vào 500 em bao ship tận nơi bác nào lấy nhanh tay. Đây là con búp bê chiều quá. Vậy là con hai con Long Zing siêu lướt còn cả, nguyên còn cả hộp số thẻ nha. Đấy, size 36 năm. Và đây hai siêu phẩm nhà Long Zing, hai siêu phẩm đô đốc, một con vàng một con bạch huyết. Đấy, tí nữa sẽ có để các bác ngắm sau nha. Giờ mình đi vào những cái sản phẩm tầm tiền mình có thể sử dụng được nhưng mình xài. Như con đây con Senko này các bác, em vẫn đeo rất đẹp, những cái đặc biệt em khá thích những dòng này. Đấy, cơ cổ, dòng cơ automatic nha, hỗ trợ lên cổ tay luôn. Mỏng, gọn, nhẹ, đeo nhị tay lắm. Và đây là trước mắt các bác những con tuyển em hàng về. Và bên đây là một con búp bê chiều này, hai ba bác lấy số tài khoản mà sao im gu đấy, giá tốt cỡ này các bác. Con này thì lúc trước á em về, các bác nếu xem lại video 3 tháng 4 tháng trước á thì có về con này em giao là 3,9 triệu, em 3,9 triệu bác chuyển khoản đủ là thành là 3,8 triệu đấy. Về bác cũng xài giữ kỹ, thì những cái đồng hồ cũng là những sản phẩm xa xỉ cũng như trang sức, nên là hầu như là đi đâu hay là cà phê cà pháo đều mới đeo, chứ còn bình thường thì cũng cất tủ và cũng như là đeo những cái gì quan trọng thôi. Quá con này là bọc vàng nha các bác, bọc vàng này dày lắm nha. Đấy, Burberry London mé bin nên giá rất là tốt nha, mé zin hết cũng như là khóa zin, dây zin luôn nha các bác, dây zin luôn này, Burberry London. Size là ba con này size là 37 37 38 vậy, đẹp lắm. Đấy, bác nào mình lấy thì cộng vào 500 cho em là thành là 3 triệu bao ship nha. Đấy, không thì em để em đeo cà phê chứ còn quá đẹp nha. Chiều này hai ba bác họ hỏi mà lấy số tài khoản là sao im ru. Đấy, một con hàng quá đẹp, tiết kiệm cả triệu bạc đấy. Với 3 triệu này sau này các bác nâng cấp thì lỗ 500 700 mà bình thường thôi, bây giờ mình xài mình hưởng thụ nó thôi. Đeo một cái đồng hồ Burberry rì danh tiếng xịn sò nữa. Nghi cái thương hiệu rồi các bác thì sự sang sang chảnh rồi. Đấy, ba cũ nha các bác, con này ba cũ nha. Maybin. Rồi đến những con dòng máy cơ automatic hỗ trợ luôn có tay. Đây là hai con Senko. Trước tiên là em lên con Senko size 30, hai con này là size 36 năm này. Đấy, hai là con Senko Highline 25 chân kính này. Highline máy mỏng đẹp. Bọc vàng toàn thân nha. 14K bọc vàng toàn thân. Máy mỏng cỡ khoảng 5 6 ly nữa. Cầm đeo nó cũng rất nhẹ nhàng. Size 36 năm 37 nha. Đó rồi, chuẩn là 37 đó các bác. Senko Highline 25 chân kính. Máy dòng cơ automatic nha, cơ automatic. Giá là 5 triệu bọc vàng toàn thân. Rất là dày cái đứt bọc vàng tuyệt vời luôn nha. Là 5 triệu nha. Con này con Kitigen Highline nha. 25 ri. Máy bọc vàng toàn thân, máy đẹp xuất sắc. Các bác nào muốn dây mèo gì thì em có thể thay cho các bác nha, bình thường không sao hết nha. Chủ yếu là những con máy thôi, nó đẹp thôi. Máy tuyển về, máy zin kính zin nấm zin, trẻ chuẩn chỉ hết, được tra dầu hết rồi. Ở bên em có bảo hành bảo trì là miễn phí là 3 năm bảo dưỡng tra dầu cho các bác nha, nếu các bác xài vô tư hỗ trợ nâng cấp hết. Đấy, con này giá 5 triệu nha, hai con Senko này đều 5 triệu nha các bác. Con này dây cam, nếu các bác thích dây nâu dây đen thì em đều vẫn theo cho các bác nha, chừng tại vì bên nước ngoài về là nó dây, cái dây đinh của nó này nó cũng tả rồi, cái này các bác nào lấy cũng theo thôi, không phải tả, cái này là cái chỗ mình để mở khóa các bác, mở cái dây ra chứ lủng vậy chứ không phải nó hư đâu, nó thiết kế vậy. Đấy, bọc vàng toàn thân này có 14K 80 micro này các bác, dày lắm, cái vàng rất là dày. Kitigen Deluxe này là dòng hàng sang, Kitigen Super Deluxe bọc vàng toàn thân. Bác nào thích da đen thì em sẽ thay các bác bộ da đen, con này cũng đồng giá vậy nha các bác. Còn hai con em để các bác đồng giá hai con 5 triệu luôn nha, bác còn lấy con nào cũng được. Vừa trước về khá nhiều, giờ em còn hai con này nè. Super Deluxe 14K 380 micro, đồng vàng 80 micro, rất là dày. Size 36 năm tuyệt đẹp luôn.
Bác là chốt con này alo cho em nha, giá là 5 triệu. Là còn hai con đây các bác, 5 triệu. Còn hai con Kittygen này. Thằng Kittygen Highlight, con này cũng 5. Còn đây con Kittygen Super Deluxe. Đấy, dây cam. Còn giá 5 triệu, con Burberry này là 3 cũ nha, 3 triệu đó. Rồi đến dòng Senko. Senko em còn 4 con này. Hai con này là size 36 này. Con này size 36 năm, con này size 37 này. Trước tiên thì em lên con này, con này là con Senko Phoenix. Đấy, Senko Phoenix bọc vàng toàn thân nha. Nguyên mộc nha, bên em làm đồng hồ nguyên mộc nha. Chưa Sapa luôn nha. Chưa Sapa, nó có thích ngàn mộc thì có lấy con này. Chưa Sapa nhưng vẫn đẹp keng nha. Để nguyên mọc nước vàng, các bác càng đeo là nó càng bóng lên thôi. Senko Phoenix. Con này em để các bác là 4.8 triệu, máy cơ automatic hỗ trợ lên dây luôn nha. Cứ đeo lên tay là tự động chạy các bác. Phoenix nha. Các bác yêu con nào thì chụp màn hình lại nha. Con này em để 4.8 triệu này, cân đối rồi đó. Và tiếp theo, con này là con mạch số này. Con dòng S Senko Coronot. Con này rất là keng luôn. Mạch số hướng 12 giờ nha. Đây, lên keng luôn. Chụp vàng ống. Nhìn cái lớp vàng nó dày. Cực kỳ chắc luôn. Con này giá 5 triệu nha các bác, 5 triệu. Senko Keranot. Niền vàng, ống luôn. Bọc vàng 14K, cực kỳ dày. Con này giá 5 triệu nha các bác. Mạch số 12 giờ nha. Mạch số 12 giờ. Senko Keranot. Cái này còn rất ngon luôn. Để bên nước ngoài về luôn, chắc cực kỳ. Chụp con này mới, con này giá 5 triệu nha. Đặt lại cái này alo. Rồi tiếp theo đến hai con cuối cùng. Đây là con Senko Phoenix này. Mạch trắng tia cực kỳ mạnh luôn các bác. Mạch trắng tia cực kỳ mạnh luôn. Cơ automatic hỗ trợ cốt lên dây. Vàng 14K toàn thân. Vàng ống, ôi chủ nó mới. Soi gương được luôn. Con này giá 5.500.000 nha. Tràng viền rất là đẹp. Mạch tràng viền rất đẹp luôn nha. Con này mà đây mỗi buông buổi chiều chiều được không? Chiều là chiều xế. Đèn mà rọi vào là thôi rồi. Em nói là một trong những cái gì rất là nổi bật. Các bạn thấy độ mỏng nó chưa? Phê chưa? Chắc cực kỳ, size 36 năm. Nấm nguyên mọc luôn này. Nói chung là mé em bao dinh hết. Giờ còn mấy con lên sắm cho con này giá 5 triệu rưỡi nữa nha. Senko Phoenix. Mạch trắng tia cực kỳ mạnh. Đấy, có tay phê chưa? Cái nước bọc vàng từ những bốn tay này có. Hàng em là hàng mộc nha các bác, nguyên mộc từ bên ngoài về. Về chia trai dầu thôi. Rồi, các bác nhìn thấy, chụp soi gương luôn. Con này giá 5 triệu rưỡi nha, lấy chụp hình màn hình này gửi qua Zalo cho em nha. Tiếp theo, và con đây là con to nhất, gọi là size 37 vàng hồng nha. Vàng hồng Senko Keranot. Con Keranot size 37 vàng hồng, bọc vàng toàn thân. Con này đắt nhất nhưng mà nó lại rẻ hơn con này là lý do các bác. Này các bác, cái lớp vàng nó bị mòn này, chỗ cái đế vặn này. Mình mới thấy cái lớp vàng rất là dày luôn. Mòn ở phía dưới này, các bác nào mình không cần thiết cái dưới đây, tại dưới đây mình đeo không ai thấy trơn, chứ còn lại đẹp hết. Đấy. Chỉ bị chỗ đây này, chỗ cái đây này các bác đó. Chút xíu thôi nên con này em để là các bác là 4.8 triệu nha. Chứ nếu mà chỗ đó nó còn không bị dày là phải là xấu cũ. Thì con này vàng hồng nha, vàng hồng đẹp. Size 37 nữa. Dòng Dua Sock. Senko Keranot kim cọc rất là lớn nha các bác, tại vì size tới size 37 kim cọc lớn lắm. Em để các bác 4.8 triệu nha, bác lấy thì mình chốt con này nha. Mà đeo lên tay ai đâu để ý với này các bác. Đấy.
tiết kiệm khá là nhiều, máy đẹp toàn diện luôn á, chỉ chỗ đó thôi nên là em để có 48. Là con này size 37, em nó đang cứ chạy thế mà chạy thôi, các bác cứ đeo lên tay và em nó cứ chạy thôi. Size 37 nha, đẹp, con này đẹp, nó không bị chỗ đó là xấu cũ thì mình, các bác nào không để ý chỗ này mình tiết kiệm khá nhiều và mình được con đồng hồ nó to đẹp, đeo đẹp, kim cọc bự. Các bác nào mà tay từ 15 đến 17 đeo con này đẹp lắm. 4-8 nha. Cọc tiền thì cọc 10-20% trở lên nha. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt mỗi sản phẩm là 200.000 nha. Rồi tiếp theo thì mời các bác cùng xem những siêu phẩm hàng nước, hàng cao cấp còn nguyên hộp số thẻ này. Còn đây, hồi bữa qua em về một con như thế này các bác. Em giao rồi. Đấy, và đây là con Long Dinh Đô Đốc 5 sao. À xin lỗi, con Long Dinh Con Quét Lịch Thượng nha. Mạch bao công, kim cọc vàng hồng. Còn nguyên hộp mới 95-97%, size 36 năm. Thể sĩ. Còn nguyên dây zin và khóa zin, nói chung là zin từ A tới Z, còn nguyên hộp để các bác mình có sưu tầm. Em giao con này là 17.500 nha. 17.500. Long Dinh Con Quét Lịch Thượng size 36 năm. Bác nào yêu thích thương hiệu Long Dinh thì sĩ thì lấy con này. Mạch bao công, kim cọc vàng hồng, rất là nổi bật. Mới tinh này các bác. 17 năm. Và tiếp tục một con siêu lướt mạch trắng. Cũng đồng giá là 17.500. À nhầm, nè em nói con này 17.500 nha các bác. Nói nhiều quá liệu. Con đây là mạch trắng nha, kim cọc vàng. Đấy, còn nguyên giấy tờ đây này. Đấy. Dây zin khó zin hết nha các bác. Riêng cái bộ dây này các bác mua phải 1.500.000. Dây zin của nó. Mới vào 97, 95, 98 nói chung là siêu lướt các bác. Không có điểm chê nha, nói chung những con này không có điểm chê. Bác nào thích mạch đen, mạch mạch bao công thì lấy con này nha. Còn thích mạch trắng thì lấy con này. Giá em giao là 17.500 đồng giá nha. 17.500. Quá đẹp. Nó đế là đế đế ca chip và vàng đúc nha các bác, đế ca chip vàng đúc nha. Dòng đồ Conquest á. Đế nó đế ca chip vàng đúc 18K. 17.500. Hai em đều đồng giá như nhau nha. Và giới thiệu những siêu phẩm để các bác mình biết được những dòng Long Dinh nó có những sản phẩm mà đời cổ nổi tiếng. Hai con Đô Đốc này các bác, Đô Đốc 5 sao. 6 hộp. Một con là mạch vàng, một con là mạch huyết, em đều có cho các bác mình sưu tầm. Đây là con mạch huyết cho các bác cùng ngắm này. Con mạch huyết là giá 30 nha, mạch huyết giá 30. 2 lịch. Bọc vàng toàn thân. Đây là những siêu phẩm huyền thoại nhà Long Dinh nha. Size nó là size 35. Còn đó Đô Đốc 5 sao đó các bác, mạch huyết. Và con mạch vàng là giá đấy hơn 500 nha. Mạch vàng nó hiếm hơn. Bình thường em nhập được 3-4 con mạch huyết thì về thì chỉ có 1 con mạch vàng. Đây có theo. Đã không? Nha các bác. 30.05. Con Đô Đốc 5 sao 6 hộp. Rồi để các bác tham khảo những sản phẩm huyền thoại của nhà Long Dinh. Thì đấy, bác nào muốn sở hữu sản phẩm nào thì alo cho em nhắc lại cho các bác là con Burberry là 3 triệu này. Bác còn lấy con này alo cho em nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.